Ấn nút đăng ký kênh. Click vào cái chuông để theo dõi kênh. Ấn like video. Đừng quên chia sẻ video của Gác nhé. He he, chúc bạn một ngày tốt lành. Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Gác đây và hôm nay mình sẽ Nani? Mình có cài mod quái quạt à. Sao lạ vậy? Mình đâu có nhớ là mình có cài mod quái quạt đâu. Nhưng mà đây là chế độ bình yên mà, tại sao có lại có quái quạt như thế chứ? Ơi, lạ vậy. Cầm cái kiếm lên cái đã. Nghi nghi lắm nha, nghi nghi có cái chuyện gì đang xảy ra rồi. Ơi. Bên kia có kìa. Sao mấy con quái quạt này nó xuất hiện mọi nơi vậy? Để mình xem thử. Rồi, cẩn thận nha. Ê quái quạt. Hả? Cái gì vậy? Wow, không phải, con này là quái quạt kiểu nó rung chuông là mình hồi phục máu các bạn à. Trời, có quái quạt kiểu đó luôn à. Nhưng mà con trong dương có cái gì gửi? Có thư này. Fan. Có fan gửi thư cho mình à. Mình cũng có fan nữa à. Holy shit, để xem. Hi, xin chào anh Gác. Đây là một số lucky block quái quạt mà em gửi. Mong anh đọc và tìm được viết cho mọi người xem. Lâu giờ không thấy anh chơi lucky nên mong anh thực hiện ạ. Thì ra bạn nè, bạn fan muốn mình đập lucky các bạn à. Thì lâu giờ mình cũng chưa đập lucky nên là mình sẽ đập thử. Bạn này chơi lại nha, gửi cho mình lucky quái quạt luôn. Thì nếu các bạn nào có thử thách hay gì nhớ comment phía dưới, mình sẽ gọi là làm video thực hiện thử thách của các bạn đó nha. Bye bye. Bye bye rồi. Mình cứ nhầm đúng không? Ok, thì đây là số lucky mà bạn nó gửi. Như là đập lucky này ghê lắm các bạn. Game ruler cái đã. Đây, này cho an toàn hơn đúng không? Có gì mình chết mình đỡ mất đồ VIP. Ok. Nhưng mà chỉnh bình thường cái đã. Yeah, mình sẽ đập lucky quái quạt này để thực hiện thử thách của bạn nó đưa ra là tìm đồ VIP với lại cho các bạn xem luôn. Lâu giờ mình chưa đập lucky mà. Mình cứ là nhỏ sao ấy, không muốn đập lucky đâu các bạn. Nó nhỏ lắm. Mới nó nhỏ nha, có dày luôn. Dày gì đây? Control nè. Control làm chi? Dày này chạy nhanh nè. Mình không biết dày này để làm gì luôn. Invisible là cái gì vậy? Invisible là gì các bạn? Các bạn dịch được không? Mình ngu tiếng Anh. Mới vào. Holy shit, mới vào nha. Ra bò vậy. Chạy vào nhà. Thôi làm spam vào nhà các bạn. Nhìn này các bạn. Mấy con quái quạt nhìn ghê vậy. Trời ơi, bạn nào mà sợ quái quạt mà chơi cái mod này nữa thôi luôn. Một cái cuốc à. Đây là đồ VIP rồi các bạn. Để xem cách chế tạo ra sao. Ba cây rìu các bạn. Ba cuốc thì chúng ta có thể chế tạo được một cái cuốc thần kỳ này. Để xem. Đây là cuốc thường các bạn. Nhìn để xíu thì nó cuốc thường thôi, nhưng mà kiểu đây các bạn thấy thần kỳ chưa. Chào ông hai này. Ông hai dùng cuốc này cuốc nó mới sướng không à. Mình văng qua không được à. Nha ông hai dùng cái cuốc này nha. Tiếp theo. Con Naga này. Con boss Naga ở trong thế giới gì nè. Thế giới gì mình review mod. Nhưng mà nó cạp hết cái nhà của mình rồi. Holy shit. Nó cạp ghê vậy trời ơi. Con bò kia cạp. Con bò hai sừng kia. Con bò không chân. Có hai chân thôi. Thì cấu. Thôi mà, để em đập cái hết cái này đã. Trời, nó không cho mình đập luôn. Con bò nó đang tấn công con rắn các bạn à. Con rắn Naga này mình giết nó sẽ được đồ đó. Cái gì đây? Quá nhiều đồ, mình không biết đồ gì. Con bò. Nó ra thịt kìa, ghê quá. Một cái nón à. Nón ngon các bạn, nón này trong mod Naga này. Mod đó mình review rồi nhưng mà mình quên. Một cái gì vậy? Một cái gì? Mình đeo cái gì vậy các bạn? Mình đeo một cái đeo. Để mình chỉnh trời sáng ra. Các bạn nhìn này. Cái đeo đúng nặng luôn. Holy shit. Ôi. Cái đeo nặng quá, mình đi không nổi các bạn. Thôi tháo ra đi. Để cần cho này. Cần cho này sẽ hiện ra cách chế tạo các bạn. Nó chỉ là một cái đeo thông thường nữa các bạn. Ok, đập tiếp nào. Kinh giấy trời. Hết mấy con quái quạt bên đây rồi. Sao nó chuyển qua sao mà xe màu đỏ ghê vậy. Con rắn nó đang cạp cạp cạp
cạp cái nhà của mình. Hơ, mày đánh hero bay à? Ui, nó cạp cái nhà mình lên. Mày, tao sẽ lên cao cho mày khỏi cắn. Hi hi hi. Các bạn thấy mình thông minh chưa? Làm thế nào mày? Tụi mày leo lên được đúng không? Đặt trên đây là an toàn nhất, không bị gì hết. Ui, ui trời, mấy nhắc an toàn, có mấy con quái vật bay luôn. Đúng nhỏ. Số mình số gì các bạn? Ăn cả ngày rất là nhỏ luôn. Nó ám mình thì sao ấy? Thôi bớt phun nước miếng đi mấy anh hai. Phun nước miếng gì mà ghê vậy? Chặn lại. Ui hơi thiệt. Đây là zombie các bạn. Bóp, mấy con bóp. Thề luôn, mấy con này nó bắn mình đau đầu ghê. Chết luôn đi rồi. Mặc bộ giáp không? Ui, ngon. Ngon từ riêng qua từ. Ui, con rắn nó đang bị tấn công bởi mấy cái con gì đó. đúng rồi. Vẫn có một con gì mình xấu. Thôi kệ nó đi, đập tiếp nào. Ui mà. Ui, nhưng mà mấy con này đang giúp mình các bạn. Ê, con Naga gần chết rồi kìa. Ngon vậy. Kiếm đồ bíp ra. Rồi xong. Hết ma phát sáng rồi qua ổ ong nó cắn mình. Mình không hiểu tại sao luôn. Số gì nó nhỏ vậy trời. Ơ cái gì? Lại một cái đen. Đúng rồi, tấn công Naga đi. Giết con Naga mình xong sẽ mình sẽ nhận được huân chương và một số ít vật phẩm ngon. Trời, mấy con ổ ong khốn nạn này. Nó chích cho độc đâu vậy? Oh. Mr. Vịt. Đây dưới đây. Đây có mấy con Mr. Vịt nè các bạn. Đây Mr. Vịt đây. Mr. Bopper các bạn. Thôi mà mấy anh ong. Thề lúc cái ong này nó cắn đau các bạn. Cho em xin một phút bình yên. Rồi xong bỏ mắt cái lúc kia rồi. Cái gì đấy? Cái mũ à. Không ngon bằng cái mũ này các bạn. Trời, mấy nói luôn nó cắn mình chết luôn á. Thề luôn là nó mạnh. Mấy cái gì đấy? Cái kiểu cây gậy các bạn. Wow, gãy chiêu hồi zombie. Đồ bíp các bạn. Còn gãy này gãy gì? Ôi trời ơi, nó vừa nói. Con Nasa nó gần chết rồi. Dán tấn công nó luôn. Naga nó chết rồi các bạn. Mình nhặt được cái đầu nó nè. Với một số thứ. Ui, thề luôn. Cái... Con Naga còn sống ha. Mình nhặt được cái gì đây? Mình làm rơi cái gì? Cái đầu Naga đâu rồi? Thôi, mắc luôn. Mắc cái đầu Naga luôn rồi. Mình thề là cho tụi mày. Mình đang ở chế độ khó quá thiệt. Ôi, đây là đầu quân zombie của mình. Ngon của. Ngon thật riêng. Bây giờ thì qua cái gì đây? Đồ ngon à. Bánh các bạn à. Bánh kẹo cái kiểu luôn. Ăn cái này mình được tốc độ này. Wow, ăn cái này nó cộng được bánh này ăn không được ngon vậy. Thôi xong, mấy con này zombie của mình đã bị thiêu cháy rồi. Tạm biệt anh em. Cái này mình. Wow. Cái cây gậy này biến thành zombie à. Biến mấy con zombie thành quái vật à. Mày ghê vậy. Rơi ra gì nè các bạn. Ui ghê quá. Thịt người chết. Cái con quýp à. Mà mình không có cung tên cũng gì không. Ok, mình ra đây mình đập lại cái lúc đi đã. Bóp này. Đánh kêu cái bóp. Đúng là con bóp đánh kêu cái bóp. Mình thề là lúc kia này rất là nhiều quái vật nha. Đập cỡ nào nó cũng có quái vật hết đấy. Nhưng mà không sao, mình sẽ hoàn thành thử thách của bạn này luôn. Vì là lâu ngày mình chưa đập lúc kia lại mà. Thôi kệ mày đi, tao sẽ không giết mày. Cái gì? Một thanh niên gát khổng lồ. Một thanh niên gát khổng lồ cầm cây cúp khổng lồ. Sao thanh niên lại về bên phe ác vậy? Ui, khủng long kìa. Trời, quái vật cũng có khủng long mà. Ôi, lại một con bò. Con bò hai chân khốn nạn. Đóng cửa ông hai ơi, đóng cửa lại. Trời ơi, vừa kêu ông hai xong cái chết luôn. Thôi, lại mấy con xanh nữa. Trời ơi, mình thề làm ghét mấy con xanh lắm luôn á. Tự nhiên mình đập lúc kia là nó chuyển sang chế độ khó luôn các bạn. Không hiểu tại sao luôn á. Một lần đầu tiên mà mình đập không có cái gì. Alpha Jetty. Alpha Jetty là mấy con người tuyết các bạn à. Không phải người tuyết, quái vật tuyết thôi. Đâu phải là người, đó là quái vật mà. Rồi xong, qua mấy con gì nữa đây. Mấy con robot cầm khuyên. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Uber Chicken. Có gà cao su. Phải gà cao su.
gà mà bóp cho nó kêu e bé 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 đấy, các bạn nghe chưa, bóp vào nó kêu bé 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 bé. Tại sao lại có con gà bự thế? Đây là cách chế tạo đó các bạn. Ồ, thì ra chúng ta dùng cái rubber. Rubber là cái này là chúng ta có thể chế tạo ra con gà rubber. Bự khắp bựa luôn các bạn ạ. Không ngờ lại có con gà chicken này luôn. Trời, một lần nó hút mình rất là nhanh luôn. Ui. Ta sẽ dùng gà. Ôi trời, mấy vừa nhắc, ta sẽ dùng gà cái nó cắn mình chết luôn. Không sao, mình sẽ cố gắng hết, gần hết rồi. Wow, gần hết vẫn còn quái vật luôn. Thôi, mình đi xa một chút, mình đập hai cái này luôn. Ồ, vậy ngon này. Ôi trời ơi, phút cuối. Ta sẽ dùng con gà rubber 1000 đô đập chết mày. Hãy xem. Thôi mấy anh hai ơi, cứu em. Ok, đây, mình đã hoàn thành thử thách của bạn rồi nha. Ôi, đau. Trở theo dõi video của Gat. Trời ơi, đang chào mà mấy cha mấy mẹ không cho con chào luôn á. Ui nớp, em có sao không vậy? Trời ơi, mặt nớp đã dính đầy băng tuyết. Thôi, bye bye mọi người nha. Nhớ để lại thử thách cho mình. Hãy xem con gà rubber đây. Anh hùng trong ta.